cả những cái điều gì mà nó xảy ra ở Việt Nam đây, mà hiện tại lâu lâu nó bể đổ bể ra đó, thì nó đều đã xảy ra ở cái xứ sở này là mấy trăm năm về trước. Đúng rồi. Sau này văn hóa mà giao lưu mà giao lưu cái hai luồng văn hóa nó lưu thông mà cái nền văn hóa của văn minh của Hoa Kỳ là một cái nền văn hóa rất là mạnh mẽ, nó rất là mạnh. Anh chỉ, bây giờ mình chỉ nhìn thấy sơ, mình nhìn thấy những cái chỉ trong vòng chưa đầy 30 năm kể từ ngày Việt Nam với Mỹ thiết lập bang giao lại, thì là cái lực lượng trao đổi, số lượng hàng hóa và số lượng tin tức và cử chỉ và tư tưởng và lời nói của xã hội Hoa Kỳ nó thâm nhập về Việt Nam rất là mạnh mẽ. Đúng. Nội trong cái vòng chưa đầy 30 năm mình có thêm hai cái Tết mới, một cái Tết Halloween này, một cái Tết Valentine này và một cái Tết Christmas. Trong vòng chưa đầy 30 năm mình có ba cái Tết rất là lớn từ Mỹ nhập cảng về. Cái ngày Valentine là hồi đó mình không có nè. Không có. À cái ngày gì đó, cái ngày Valentine là cái ngày không có. Ngày Giáng sinh là hồi đó mình cũng chấp chút đỉnh vậy thôi chứ không có mạnh mẽ như vậy. Thì ý là mình nói là thì là đấy là cái văn hóa trao đổi là như vậy. Và cái sự lừa bịp của Việt Nam mà nó xảy ra ở Việt Nam thì tất cả những cái điều lừa bịp gì anh nhìn thấy nó xảy ra ở Việt Nam là nó học từ đâu ra anh? Đúng rồi, bên Mỹ. Nó học từ ở bên New York về, nó học từ trên San Francisco về, nó mang từ San Jose về. Thì bây giờ mình nói chuyện Việt Nam thì có những điều nó học, những cái điều ăn gian ăn lận vậy thì nó học từ những người Việt kiều bên này, nhưng mà có những rất nhiều điều học từ người Mỹ trắng. Chẳng hạn như cái chuyện mà nóng cái giá này đó, cái nóng cái giá mà cái test kit này, và họ học từ bên Mỹ. Cái kiểu này là kiểu bên Mỹ, cái kiểu mà chẳng hạn như là đó là còn cái kiểu nữa là thế là bán hàng đa cấp. Cái kiểu đó là cái kiểu của Mỹ. Đúng rồi, anh nhắc. Cái kiểu bán hàng đa cấp đó là cái kiểu mà, không có thằng nào có cả, chỉ có ông Mỹ là thôi chứ còn không có ông nào. Bởi vậy thì mình mới nói rồi. Tôi đừng có nói nhiều quá, đúng rồi. Rõ ràng mà từ xưa mình đã khẳng định rồi, là những cái lễ lập của Mỹ này nó tạo ra để mình kích thích kinh tế và nó bán hàng, chứ chẳng có cái gì gọi là lính thiên cái gì cả đâu. Đó là hẳn là như vậy. Nhưng có cái điều này tôi mới chợt nhớ, cái thằng cháu nó hỏi tôi bác ơi, bác bệnh viện và đám cưới ở Mỹ và đám cưới Việt Nam nó có gì khác nhau? Tôi nói không có gì khác nhau, nhưng mà Việt Nam nó vui hơn là bởi vì Việt Nam mình có thể là dân bạc dân liệu mà được, có thể là chiếm dụng trong tạm thời một hai bữa để ta làm cưới xong hay con Mỹ thì never có chuyện đó. Có cái này nữa là có cái vụ mà khi nào mình đi bệnh viện mà mình làm cái hẹn mình đưa bệnh viện xét nghiệm hoặc là mà làm gì đó mình biết, nhưng mà cái ngày đúng tới cái giờ mình đi xét nghiệm chết mẹ được, có một chuyện quan trọng hơn ở nhà, thành ra mình từ chối cái bữa đó. Thì y như rằng là qua ngày hôm sau hoặc vài bữa nữa có một cái biểu tới. Đúng. Cái lý do là mày không, mày làm hẹn mà mày không tới. Tao, đúng. Tao chặt 50 đồng. Đúng, đúng. 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 Là vì có cái chuyện đó. Đúng, đúng anh. Đúng rồi. Đấy này. Đây là cái mình mới nhận cái cạc có cái hẹn của cái gen dentist ngày 12. Nên là vợ tôi cầm cái thẻ đó hỏi anh, cái ngày này anh có hẹn không? Nó ừ anh có hẹn rồi. Anh có hẹn thì anh phải để, tại vì cái lịch tháng 12 hẹn nó lịch ở tháng 1 mà lịch mới mình chưa có thì mình phải để ở đó. Cô nó rõ ràng cho nó là không nếu mà không cancel trước 24 tiếng, nếu mà không đến được mà không cancel trước 24 tiếng 50 đồng. Ồ, không có ông đời gì cả. Anh buồn cười không? Đúng rồi em. Có nhiều cái chuyện rất là buồn cười anh. Mà bệnh viện buồn cười lắm. Đây là đây. Đây. Đây là cái tờ giấy. Đây là tờ giấy là bill. Ok, ba mẹ đừng có nhìn thấy. Nhưng mà nó buồn cười ở chỗ này nè. Đây là cái chi phí và mà nó, anh thấy nó kê khống không, nó kê hai dây không đó mấy cái đó mà anh hiểu là ở nước Mỹ này khi anh làm một cái cơ quan thành nhà nước hay quên cơ quan cái gì đó anh mua bảo hiểm thì lúc nào cái khám định kỳ hàng năm mà khi mà khám tổng quát á ok
không bao giờ tốn tiền bởi trái đất. Okay. Rõ ràng anh đúng không? Ok. À, nhưng mà nó quất tôi hết gần ngàn bạc rồi, nó bắt người ta. Đừng có buồn cười, anh thấy rõ ràng không đó. Cái gì mà nó kiếm tiền được là nó bằng môi móc, là nó kiếm anh mà sơ sẩy anh không biết cái là đủ mà coi như là nó trúng đóng tiền cho nó. Nói chung là anh nói là bây giờ phải gọi lên, ủa tại làm sao mà tao có yêu này bây giờ đúng làm tại trong lời đúng không, tao khiếu nại cái là tao không tẩu quát mà tại sao mà đưa cái này cho tao, tao không khám chỗ này tao cái đồ mà khổ thế rồi. Đó là cái xã hội Mỹ là như vậy, nó chỉ chực chờ mày thôi, nó chỉ chực chờ mày sơ hở là nó bục là tiêu diệt anh đủ với nó tiêu diệt liền, cũng giống như là cái thẻ Huyền Kha, cái thẻ Huyền Kha nó sợ thường thường anh xài bạn quên đi, I know. Anh quên đi nha, nó trễ hạn chỉ 30 ngày thôi, qua ngày 31 rồi là anh sẽ thấy đá biết vàng như nó, anh thấy biết đá như vậy đó. Ở Việt Nam mình cho bạc quay là một cái bạc 12, bạc 12 là 12 lần thì nó đã là ghê gớm lắm. Ừ. Hay thì Kha bảy ở Mỹ là 26 đến 28 lần. Đúng rồi. Đúng không? Đúng, anh thấy khổ khốn không? Nó chỉ chờ anh sơi sẩy thôi. Đủ rồi. Kinh lắm anh. Là chết. Đó. Thì cái chuyện mà người ta làm tiền đấy thì người ta có đủ các đồng tiền, mà tôi nói nghe là bây giờ nói chuyện một cái vụ test kit ở Việt Nam à. Không có cái nơi nào mà làm tiền kinh khủng bằng cái nhà Hương. Vô đó nó biểu anh ký, anh nằm nhà Hương rồi, anh nằm trên giường đó, nó biểu anh ký, anh mắt nhắm mắt mở lúc tỉnh lúc suy, nó biểu ông ký cái gì là ông ký, nó tính tiền anh là hấp dẫn lắm. Không có cái nơi nào mà nó tính tiền mà nó hấp dẫn, mà nó ngọt ngào, mà nó dễ thương như là cái nhà Thương. Anh dùng cái từ đó thì mới đúng nghĩa gì được nha. Khi đó than gì, ví dụ mà chiếc gì không nâng khống giá Việt Nam rồi. Đấy, không ăn thua, không ăn thua anh. Không ăn thua, tôi đã nói là không ăn thua gì một xíu của Mỹ. Thì dĩ nhiên là những cái điều mà gian dối lừa bịa nói như là cái test này đến cái test kit này nó không có chính xác, đến nó chỉ chính xác được bao nhiêu phần trăm, mà mình nói nó là lên chẳng hạn như nó chỉ tốt được 70% mà mình nấng nó lên 80-90% thì là cái chuyện đó là nó quá đáng. Nhưng mà nó chuyện như là một cái test kit mà nó sản xuất ra cái giá sản xuất từ trong nhà máy ra, nó thí dụ 5 đồng, họ có thể bán 50 đồng, họ có thể họ bán 500 đồng và họ có thể bán 5.000 đồng đây. Medico thì dụng cụ y khoa mà hắn cần là hắn chém mình chứ không có gì. Mình có đáng chịu, mày không có tiền mày tiêu hả? Cho mày chết. Nó thảm, nó thề thảm lắm. Tại vì cái dụng cụ y khoa, anh nhớ là cái dụng cụ y khoa không phải là thức ăn anh. Dụng cụ y khoa là tối cần thiết, đặc biệt là khi anh vào nhà Thương. Cái test kit đó là họ nói gian, thí dụ họ nói là nó chỉ, thí dụ như cái tội họ đó là nó chỉ có chính xác đến 50% mà nó nói khống lên nó là 70% thì là cái đó là anh gian. Còn cái chuyện mà anh mua về đó từ nhà máy ra 50 đồng 5 đồng mà anh bán ra cho người ta 50 đồng hay là 500 đồng thì cái chuyện đó là không. Mình có cái tội là mình chỉ nói thôi, chứ còn là cái chuyện mình cái chuyện cái giá thành này vấn đề, cái chuyện cái giá sản xuất, hai cái chuyện đó có chính lưu gì với nhau. Bởi một các bạn thần thì anh mua, tôi đâu có ép anh mua đâu. Thì quay xoay lại thì ý tôi muốn làm cái live hôm nay cũng mời anh lên để nói chuyện về vấn đề so sánh giữa y tế Việt Nam, dụng cụ y tế Việt Nam và y tế Việt Nam, và cái sự tham nhũng của Việt Nam và sự tham nhũng của Mỹ. Nó nói lên một điều gì, có nghĩa là ở đây tất cả những cái chuyện mở Việt Nam ra là nó bắt đầu từ đây ra, ở Mỹ nó đem về. Đúng. Những cái mánh mưu, những cái ăn cắp thiết bị, những cái đây là lấy nguyên chi cái của Việt Nam mình. Thậm chí anh nói đúng á, là đa cấp ở Việt Nam cũng một thời hoàn toàn là cũng của thằng Mỹ đem về. Nói chung vậy, tất nhiên là nó học hỏi những cái điều mà gian manh của thằng Mỹ này. Văn hóa. Anh thông cảm là văn hóa. Anh nó sử dụng hai chiều không khác gì cả. À, nhưng mà có cái này là khi ở Việt Nam ở nó tu, nó treo, nó khóc, nó lóc, nó làm đủ trò, nằm như cha chết, mẹ chết vậy đó. Mà trong khi đấy là ông nội của thằng Việt Nam ấy nó đây là đây là một cái minh chứng đó, tôi nói cho anh nghe là 100 tỷ Mỹ kiếm. Đúng rồi. Thấy chưa? Đúng. Chứ không phải đơn giản 1-2 triệu. À, nhưng mà tôi chẳng thấy con ngà nào khóc, tôi chẳng thấy mà nào lên ngồi làm đơn làm đồ ngồi khóc lóc chỉ ôi
khiếu kiện với nó ngoài hàng cái dạ ác cái dân này, cái coi ô đây nè, lâu lâu tôi vẫn còn nhận được những cái email mà họ gửi đến cho tôi này, họ nói tôi là bây giờ tôi vẫn còn tốt để tôi apply cho một cái COVID phần 100.000 này, nó mới cho tôi đưa cho vợ tôi, em tại sao bây giờ anh vẫn còn tốt cho 100.000 này anh ơi, mấy thằng này nó đi lừa người ta. Thì nhưng mà căn bản nó thế này, cái 100 tỷ đến khi mà tôi ngày hôm qua tôi mới coi tin tức, tôi nói trời ơi, 100 tỷ đô la là nhiều lắm chứ không phải không ạ. Mà rõ ràng là tôi có phần trong đó đó nhá. Tại vì rõ ràng nó gửi cho tôi là bây giờ ông còn tốt 100.000 đô la mà anh. Mà cái công việc của tôi nghỉ cho đóng cửa cái văn phòng của tôi là mấy năm rồi. Mà bây giờ họ vẫn còn gửi về tôi, lâu lâu mới đây 2-3 tuần thì họ gửi về cho tôi. Mà anh không thể tự, anh nói là anh không thể, tại vì nó gửi về đó là có nghĩa là có người dùng nó mới gửi về. Mà bây giờ thí dụ mà tại vì tôi không có theo tụi nó con nó làm gì, tại mình biết cái này là ăn gian anh. Tại mình biết cái này là ăn gian thì thứ mình có làm. Nhưng mà rõ ràng bây giờ anh nói chuyện 100 tỷ đô la thì giờ tôi mới lòi ra, tôi mới biết là tại sao mà ngày xưa tôi có lá thư tôi tốt cho 100.000 đô la. Thì nó đại khái là nếu mà tôi theo cái chuyện đó thì tôi làm một số điều thì tôi sẽ có một cái tiền cung cấp của cái COVID phân này, nó cho tôi là tôi nợ tôi được 100.000 đô la thì nó có thể nó cho tôi được mấy chục ngàn rồi nó ăn cái phần đầu phần cuối gì có làm mình biết thì nó đại khái cho mình biết. Nhưng mà mình biết chắc chắn là cái điều ra tại vì cơ sở mình đóng cửa mấy năm rồi rồi mình nghỉ mấy năm rồi này. Thì ý là tôi nói cái này à, cái chuyện mà ăn trộm ăn cắp không muốn thua gì anh ơi, cái chuyện ăn gian ăn lận của Việt Nam không thua cái kỳ, tại vì rõ ràng là khoảng chừng 5-10 năm trước á, tôi nhìn thấy Việt Nam mà khoảng chừng 7-8 năm trước á, tôi nhìn thấy cái hệ thống bán hàng đa cấp ở Việt Nam, trời họ làm việc cái vụng lắm, không làm sao mà giỏi bằng người Mỹ nó bán hàng đa cấp là mấy chục năm về trước, tôi đã thấy họ đến nhà tôi họ bán hàng đa cấp là 3-40 năm về trước rồi, trời ơi họ bán xà bông anh, tu trang bán xà bông mà sao nó bán hay thế không biết. Xà bông mà chốt mẹ nào xà bông. Tất cả những cái điều xấu xa của Việt Nam hiện giờ đang có là điều học của thằng Mỹ cả. Họ bán cái xà bông nhà tôi anh. Tôi ngồi tôi nói cái xà bông này là ra chợ mua cũng được. Ra bất cứ cái chợ nào nó cũng bán xà bông mà. Nhưng có những thằng người bán hàng đại cấp nó đến nhà tôi nó bán xà bông. Ủa cái xà bông này là không có ra bán ra ngoài, chỉ có bán cho những người được chọn lọc như là ông thôi. Mà kinh mà. Tôi không cái ý là mình nói là cái chuyện mà thị trường anh, thị trường là cái nơi rất là gian manh, kinh tế thị trường là kinh tế rất là gian manh, họ lừa thị trường mà nó muốn bán, mà cái thằng bán bao giờ nó cũng muốn bán là nó tiêu tiền ít nhất và nó được lời nhiều nhất, cái căn bản là vậy, đừng có nói ông nào bán là ông kia thằng chủ công nghệ nó chỉ muốn tiêu ra một đồng mà nó thâu vào 10 đồng. Cứ ở một cái xã hội mà cái nền kinh tế thị trường đó là căn bản là như vậy, thành thử ra người ta làm sẽ làm đủ mọi việc để người ta có được 9 đồng tiền lời, và khi mà nó có được 9 đồng tiền lời rồi đây thì nó nghĩ ra một điều, nó là bây giờ 9 đồng thì chưa có đủ, nó phải nên lên 90 đồng tiền lời, lòng tham của người đối vậy, và nó phải lên 900 đồng, và nó phải lên 9.000 đồng, và nó phải lên 9 triệu đồng, căn bản là như vậy anh, cái lòng tham đó là nguyên tắc rồi, cái căn bản nó như vậy, cái định luật nó là như vậy. Văn hóa anh giao lưu, tôi bảo đảm với anh, Việt Nam mình ăn gian 1, người Mỹ mình ăn gian 10. Cái lừa của Việt Nam rất là mình nói là rất là mẫu giáo nha, rất là cơ bản, không có cao ăn nhầm gì hết. Bởi tôi mới nói rồi mà cái điều đó mà ai hiểu, anh hiểu, tôi hiểu, tất cả mọi người đều hiểu, nhưng mà vẫn có những cái thành phần là lũ nó ngồi ít muốn bực ra cái chỗ gì, cái chẳng là có con mẹ gì so với này cả, nhưng mà nó ngồi nó than, nó khóc, nó tróc, nó móc, nó làm đủ trò, chân trở làm đủ trò, vì chúng ta người thấy buồn cười, anh thấy không? Thì ngày cái live hôm nay là muốn nói lên cái điều gì đối với thằng Việt Nam, đối với Mỹ, thằng Việt Nam muốn là tép riêu, không có thua gì hết. Anh biết tại sao không anh? Tại vì là cái căn bản cái xã hội Việt Nam là xã hội nông nghiệp anh, mà cái người nông dân là căn bản là họ rất là chất phát, căn bản họ rất chất phát anh, dễ bị lừa gạt. Yes. Đó. Để tôi nói
để tôi nói nghe là 5.000, để tôi thưa với các anh và các bạn nhé, bây giờ anh nói chuyện lường gạt, tôi có thằng bạn này bây giờ nó chết rồi, nó ở trên Canada, nó hồi đó nó trên là Trần Triệu Quân đây, mà năm 1980 mấy mà nó theo mấy người Mỹ trắng nó về Việt Nam, mà nó làm cái gì, nó đi sinh học bên Canada mà nó về Việt Nam rồi nó lừa gạt, nó thì nó không có lừa đâu, chứ mà mấy cái thằng Mỹ trắng, mấy cái thằng da nó đại trắng mang nó về Việt Nam lừa, mà bán chất dính chất dẻo cái gì cho chính phủ Việt Nam, cho nhà nước Việt Nam, rồi nó sau khi vụ lừa nó đổ bể ra rồi nó bị vỡ ra rồi nó bị bắt ở Việt Nam, rồi sau nó mới được, tại vì nó là chủ tịch một cái hiệp hội taekwondo gì đó, rồi được chủ hiệp hội taekwondo của thế giới rồi vận động của nó, rồi Việt Nam họ thả ra, rồi nó đã thả về, rồi người ta mới thả về ra nó đại, rồi nó gặp vào tôi nó kể chuyện, rồi mình mới biết đó. Tất cả những sự lừa bịp gì ở Việt Nam khởi đầu từ đâu? Khởi đầu từ ra nó đại, khởi đầu từ Mỹ, rồi sau đó nó mới ở lại Việt Nam, những cái chiêu lừa bịp nó mới ở lại Việt Nam, mà sau nó mới lan tỏa ra trong cái xã hội Việt Nam. Cái điều đó là điều tôi chắc chắn anh 99% Việt Nam này không có lừa, tại vì cái xã hội Việt Nam từ bước đến khi mà bước vào đến khi mà chiến tranh chấm dứt, đến khi mà chiến tranh chấm dứt năm 1975, đến khi mà thống nhất đất nước này, xã hội Việt Nam mình có một cuộc sống rất là dịch sự, văn minh, nghèo nhưng mà rất là thanh bạch, mình không có lừa bịp. Đúng rồi. Cái sự lừa bịp nó chỉ xảy ra khi mà hai nền văn hóa giao thoa, khi cái nền kinh tế thị trường nó xâm nhập vào Việt Nam, cái điều đó là tôi có thể khẳng định với anh là đến cái điều đó là 60-70%, cái điều đó là mà rõ ràng là không có tránh khỏi, nhưng với cái điều kiện là những người dân ở trong này là phải tỉnh táo, có nghĩa là phải hiểu được điều đó. Đúng. Nhưng mà khổ nổi thì những cái thế lực bên này thì họ chính vì cái chỗ mà lợi dụng cái điều đó họ lại bài xích rồi đá kích, rồi nói chung là cái điều đó mình cười khẩy thôi, nhưng mà ở đâu đó mình cảm thấy mình nghe mình khó chịu, là bởi vì họ nâng quan điểm, họ than, họ khóc, họ lóc, họ làm đủ trò tưởng, làm giống như kiểu giờ trên thế giới này chỉ có mình đứng Việt Nam là tham nhũng, ngoài ra là sạch hết, nó còn lâu còn khuya, Việt Nam không bằng là cái hạt cát của cái thế giới này, những cái điều gì anh tham nhũng, rồi vấn đề tất cả những cái đề tội phạm Việt Nam không bằng một cái gốc. Những cái điều gì anh nghe từ Việt Nam hay anh nghe từ những cái báo đài bên này của mấy ông Việt Nam bên này thì với tôi đến bây giờ nó không có giá trị gì cả, tại vì thế này nè, tại vì những đây đừng có nói chi xa, ngay trong cái cộng đồng của mình biết bao nhiêu vụ lừa bịp nó xảy ra từ năm 1980-81, bây giờ đâu có ai dám nói đụng đến đâu anh. Bây giờ mình chỉ nói chuyện mà giản dị nhất là cái vụ lừa bịp của ông Hoàng Cơ Minh của cái đảng Việt Tân đấy, 14 đó là mà bao nhiêu năm nay bất cứ ở cái cộng đồng nào, tôi biết chắc chắn là ngay ở cái cộng đồng ở dưới San Luis Minosita, Minneapolis, anh cũng có những cái hoạt động của Việt Tân, mà có thằng nào dám nói nữa không? Cái vụ lừa bịp là lâu nhất, kinh khủng nhất, mà tệ bạc nhất, đến bây giờ nó vẫn còn kéo dài mà không ai nói gì cả, không có ai có dám đụng chạm đến cái, ngoại trừ duy nhất một cái anh Nguyễn Thanh Tú, con của ông Đặng Đăng Phong. Đấy, ngoại trừ duy nhất anh, còn tất cả mọi người đều im phăng phắc nhé. Mà cái chuyện đấy chuyện ngay ở trong bên cạnh nhà mình nhắn nó đụng tới chuyện là mãi xích đâu, Cà Mau ở Rạch Giá, ở cái làng quỷ nào nó xảy ra cái chuyện vớ vẩn gì mấy bên ông này ông biết hết, ông nằm ở ngay ở trong cái nhà người ta để ông biết phóng sự anh. Đó là cái sự băng hoại, một cái tệ bạc của một cái của một nền văn hóa đồi bị đồi trụy tệ bạc ấy. Mình dám nói, tôi nói thật, mình dám nói về những cái cách làm tin của Mỹ, những cái ông, những cái báo đài truyền thanh, truyền thông Việt ngữ ở đất xứ Mỹ này rồi. Mình với tôi, họ là những cái lời nói của họ, mình có thể xếp hạng từ 0 đến 9. Từ 0 đến 9, những cái lời nói của họ, tôi nói thật, anh là nó nhiều khi là nó ở dưới 0, đấy chúng chẳng được 0. Tại vì cái chuyện ngay ở đây này mà tôi không bao giờ tôi biết nè. Nếu tôi muốn biết thì tôi phải nghe được người Mỹ à.